giờ còn ai kế bên, còn ai. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thirty Shy TV. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một video top 3 kiểu tóc đẹp nhất của nữ Phước Thịnh. Và các bạn hãy cùng đón xem nhé. Sao dần xa xôi quá, hai đứa, hai nơi phương trời. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là kiểu tóc undercut quip trong MV Cause I Love You. Xuất hiện từ những năm 50, thế nhưng tóc quip đến bây giờ vẫn được ưa chuộng vì tính đa dạng và hợp với nhiều dáng mặt của nó. Nam giới ở mọi độ tuổi đều có thể cắt đầu quip, trẻ trung nhưng lại không kém phần thanh lịch. Tuy tóc quip có nhiều biến thể đa dạng, thế nhưng trong MV lần này, anh chàng Nữ Phước Thịnh đã chọn cho mình kiểu undercut quip vừa lịch lãm và sang trọng. Sport, kiểu tóc quen thuộc dành cho những anh chàng yêu thích thể thao, chính là cái tên đứng ở vị trí số 2. Kiểu tóc ngắn và khỏe khoắn này khiến cho bạn trở nên trẻ trung và năng động hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây cũng là một kiểu tóc khá là đơn giản nên cách chăm sóc cũng không cần cầu kỳ. Vì vậy, các bạn nam cũng đừng quá lo lắng nhé. Anh vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đông đầy. Để ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ngóng trong đêm dài. Mãi thương tiếc hoài, mãi nhớ đôi vai, mãi mơ bên ai. Lời của ấy ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá. Nếu như bạn nào mê mẩn anh chàng Nữ Phước Thịnh trong MV Đừng Nhìn Lại thì chắc hẳn sẽ nhận ra kiểu tóc side part đỉnh đám. Đặc điểm của kiểu tóc này là phần tóc hai bên và sau gáy được tỉa ngắn, trong khi phần tóc đỉnh đầu có độ dài ở mức từ 7 đến 9cm. Kiểu tóc có thể phù hợp với nhiều gương mặt, vừa đem lại vẻ nam tính, lịch lãm nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Và nếu như side part được kết hợp thêm một chút màu nhuộm thì hẳn bạn sẽ trở nên cá tính hơn đấy. Khép kín ký ức ấy vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đong đầy. Để ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ngóng trong đêm dài. Mãi thương tiếc hoài. Vừa rồi thì mình đã tổng hợp lại top 3 kiểu tóc đẹp nhất của Nữ Phước Thịnh. Và các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn có câu hỏi hay là ý kiến đóng góp thắc mắc gì thì hãy vui lòng comment xuống bên dưới. Và đừng quên subscribe kênh Thirty Shy TV để cập nhật những video mới nhất của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh hoang mang.